Hiện nay thì đi lễ chùa, lễ Phật đã trở thành một cái tục lệ tốt đẹp được nhiều người duy trì. Nhưng đi lễ Phật mà chưa hiểu về Phật Pháp thì cầu cúng cũng chẳng để làm gì. Và trong nội dung ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ tới các bạn 4 điều nhất định phải hiểu khi đi lễ chùa, lễ Phật. Đi lễ Phật trước tiên là phải hiểu rõ Phật là bậc đại từ bi, muốn giải thoát chúng sinh khỏi khổ đau. Đại Minh Triết là một nhà giáo lý Phật nhân văn sâu sắc. Ngài không cho mà chỉ dạy. Vì thế, đi chùa mà dâng mâm cao cỗ đầy, cầu xin điều này, việc kia thì tốt nhất không nên làm. Đi lễ Phật là thành tâm, hãy nhớ kỹ 4 điều sau đây. Thứ nhất, từ bỏ tâm tham sân si. Bởi phiền não của con người cũng từ đây mà ra, vì thế mà Phật dạy chi túc tâm thường lạc, tức là biết đủ thì lòng mới vui. Vậy đi chùa đừng xin Phật quá nhiều thứ, mà nên chú ý tới việc niệm Phật và lễ Phật. Bởi niệm Phật một câu phước sinh vô lượng và lễ Phật một lạy tội diệt hà sa. Thứ hai là phát tâm từ bi hỷ xả. Từ bi là lòng thương người, không chỉ thương người hoạn nạn mà thương cả những cái kẻ đã gây hoạn nạn cho ta. Bởi theo luật nhân quả của đạo Phật, nếu bạn gieo lòng tốt, bạn sẽ gặt thân thiện. Nếu bạn gieo tha thứ, bạn sẽ gặt hòa giải. Hỷ xả là vui mừng và buông bỏ. Hai hành động này có tác động tương hỗ lẫn nhau. Muốn được vui mừng thì phải biết buông xả. Điều thứ ba, hiểu tác dụng của việc bố thí và cúng dường. Không phải đi chùa là cứ dâng lễ lớn, đốt nhiều vàng tiền, đổ mã là được. Nhiều phước đức, được Phật độ cho nhiều việc, ban cho nhiều thứ. Làm như vậy vẫn còn lặng lòng tham thì phước đức rất ít. Vì Đức Phật đã dạy, phước báo nhiều hay ít là do tâm bố thí nhiều hay ít, chứ không phải là của bố thí nhiều hay ít. Vậy chỉ cần lòng thành, tâm tốt thì việc cúng lễ dù ít dù nhiều cũng sẽ được phước lớn, cúng theo khả năng của mình, chân tâm dâng lên là được. Điều thứ tư là hiểu được nguyên lý nghiệp và duyên và luật nhân quả. Triết lý của Phật giáo là ác giả ác báo, có nhân ắt sẽ có quả. Tạo duyên ác ắt gặp nghiệp ác, ai cũng nên hiểu. Vì thế mà khi đi chùa phải song hành với thanh tâm. Người làm việc giấu nhận thức ra, biết hối lỗi, đi lễ Phật sám hối lỗi lầm, xả bỏ vô minh, làm việc thiện, tránh việc ác thì chắc chắn sẽ được Đức Phật chứng giám và độ cho những chuyển hóa nghiệp. Phật tử hay người bình thường có thể cầu Phật độ cho bản thân và gia đình được bình an, thân tâm an lạc, phước đức đủ đầy, công việc hanh thông, viên mãn, hoặc sám hối lỗi lầm trước Tam Bảo để xin chuyển nghiệp từ xấu sang tốt, từ nặng thành nhẹ. Hiểu được đạo Phật từ bi, công minh, minh triết và nhân văn như vậy để làm theo lời Phật dạy, thì việc đi chùa lễ Phật mới thực sự có ý nghĩa và tác dụng.